Rồi, chào tất cả anh em trong hội máy cày nhé. Hôm nay bên cơ sở em vừa về một con Isuzu TA270 này. Con này là rin rất là đẹp này. Lốp trước thì nó hơi mòn nhưng mà lốp sau thì còn đẹp. Lốp sau lốp rin của nó này. Nó hơi đứt nhưng mà gai này thì vẫn chạy thoải mái này. TA270 nhá. Số cơ ben cơ toàn bộ hết nhá. Bên em mới rửa xong này. Con này thì chắc cũng không cần dò đâu. Tùy theo nhu cầu, bác nào muốn sơn thì sơn giảm lại một vài số chỗ thôi. Còn bác nào không kỹ thì để thế này chạy cũng được. Mâm miếc là rửa sạch hết rồi. Lốp còn đẹp. Lốp rin của nó nhá. BS nhá. 12424 nhá. Lốp trước thì chắc khoảng 7-16. Mà lốp trước nó còn mòn rồi. Xe dân dùng thì nó thế thôi, tương đối thôi. Thì là em sẽ tháo máy móc cho các nắp cabo cho các bác xem máy móc này. Con này thì cố ra sạch sẽ hết này. Máy cực quốc luôn. Máy chưa rớt luôn mà chưa có đổ hơi gì đó. Mặt nà nó vẫn còn này. Cầu chiếc cũng khô này, mua nhất nhà nhất. Hiện tại về là chưa có tút giòn gì đó, mới rửa sơ qua đó. Tháo hai cái nắp ra chúng. Bỏ ra ngoài luôn, để tỉ ra cháy luôn. Đây, máy móc của em nó đây. Cô rang nhé, máy là cô rang nhé. Máy là rin thôi nhá, bỏ con rin hết này. Máy móc rồi là chưa có đổ hơi rồi hết rồi đó. À, cho các bác con máy đổ nãy giờ lâu lắm rồi. Không có miếng hơi thừa nãy giờ này. Cực êm nhá. Dòng Isuzu thì nó là 4 máy nhá, à với 3 máy thôi. Hai bơm. Ok. Đấy, vừa test xong cho các bác xem đấy. Lốp lắp máy móc đồ là không. Con này nói chung là về không phải sửa dò một cái gì hết á. Chỉ có xài thôi. Này thì nó xài ben cơ 100% nhá. Ben rin của nó không phải đồ chế gì đâu này. Ben cơ này. Quả yên rin của nó còn đẹp thế này. Yên rin của Isuzu á. Đây thì nó có đây này. Đây thông số của nó. Con này trong này thì xài 4 số phanh nha bác. Ga này, thắng này. Bên đây cần số này, bên đây tập này, bật tắt đầu trước này. Đấy, em chỉ quay sơ qua đây thôi. Thế là cũng đủ rồi, bác nào muốn thích test thì cứ cho tới test thoải mái. Máy móc số má là đảm bảo bao hết cho các bác luôn ha. Bác nào cần mua thêm móc kéo cái gì thì bên em có đầy đủ hết luôn nhá. Móc kéo hay dàn sới, dàn cày gì có hết luôn. Tới đây em về một đống dàn sới với dàn cày nữa. Rồi, bác nào thiện chí thì alo cho em nhé. Xem xe tại huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum nhé. Em xin kết thúc video đấy đây. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin một lượt đăng ký với nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ở các video lần sau nhé.